chưa? Chưa, có tin gì? Nacha, nó sắp đi qua đây rồi. Nacha? Nacha đi qua đây thì làm sao? Mày không biết gì rồi. Đi theo Nacha, còn có thằng chung chuối. Chung chuối á? Thịt của nó có ngon không? Ngon. Không những ngon mà ăn thịt của nó còn trường sinh bất lão. Hả? Trường sinh bất lão à? Một miếng thôi, trường sinh bất lão. Thế thì cả tộc đã là trường sinh bất lão rồi. Đúng rồi. Xoay đều, xoay đều. Thì ra chị em mày đi tìm vùng đất của quỷ à? Ừ đúng rồi. Mà mọi người đi đâu ấy? Nhớ hỏi mày kia. Hả? À, bọn em được sư phụ giao cho trọng trách đi tìm ngọn lửa của trời. Trời á? Ngọn lửa của trời là cái gì? À, ở vùng đất phía nam bây giờ đang bị yêu quái xâm chiếm. Nơi đó bây giờ chỉ có một màu tối u ám thôi. Chúng ta phải đi tìm ngọn lửa của trời để thắp sáng lên vùng đất ở đó. Thì ra là vậy à? Không có được đâu. Mày đi theo bọn nó làm gì? Tại anh chị đi chẳng rủ em gì cả. Em ở nhà chán quá, thế nên mới đi với hạt tiêu ấy. Chị đi cùng chủ em mẹ. Bởi vì chuyến đi này rất là nguy hiểm. Em đi cùng. Nhớ xảy ra chuyện gì thì em nói thế nào với bố mẹ bây giờ? Đúng rồi đấy. Qua được có mấy cái kiếp nạn. Chứ mấy lần rồi chứ nữa. Mong cảm ơn bọn mày nha. Không bọn mày cắn trộm thằng đó á thì bọn tao chắc không đánh nhẹ được. Tao mà phải cắn trộm mà. Ừ. Thế bắn sau lưng không phải là cắn trộm thì là cái gì? Ừ. Chẳng nhẽ bọn tao chạy đến trước bắn nó. Ê, mày tao bắn mày nhá. Người như thế vẫn hẹn. Mũi cá thức chín thôi. Thôi, tập trung nướng mà ăn đi. Anh ơi, thơm lắm rồi. Chín rồi đấy anh ạ. Ăn, ăn đi, ăn đi. Ôi, thôi, ta ăn trước đi, đói lắm rồi. Ra đi đâu đâu. Thôi, ăn rồi đấy. Ăn rồi đấy, ăn rồi. Mình thịt rồi anh ơi. Chị ăn đi, đây rồi. Tiêu của mày cháy ăn đi. Ăn thịt rồi, chết rồi. Ngon rồi đấy. Thêm miếng, bóc thêm miếng. Của mày ăn đi. Ngon nhỉ? Nhỉ. Ê, mẹ, sao tao chả nhìn thấy gì vậy? Thằng ngu, sao mày lại mới nhìn thế này? Đâu, mày lại lừa tao, chả nhìn thấy gì cơ. Nó đã đến đâu? No đấy. Rồi đi thôi. Nghỉ đi đã, đi đâu mà vội? Việc của nó mà nó không vội ạ. Mà này hạt tiêu, ngọn lửa của trời ở đâu vậy? Ờ, cũng vừa ở đâu đấy, tao đi qua này chả biết ở đâu cả. À, ở Tây Trúc. Trời, Tây Trúc là ở đâu ạ? Chị không biết, nhưng mà chị nghe nói Tây Trúc chỉ tinh thôi. Làm gì có lửa, có lửa có mà nó cháy kinh. Chẳng. Người ta có ngu như mày đâu mà để kinh gần nữa. Đúng. Ở Tây Trúc á, nó có rất nhiều thứ để mà mình tìm. Đường tăng thì đi lấy kinh, còn mình thì đi lấy ngọn lửa của trời, đúng không? Đúng rồi, nước kinh. À, mà bọn chị đi tìm vùng đất của quỷ, thế có đi cùng đường với bọn em không? Chị cũng chưa biết vùng đất của quỷ ở đâu cơ. Hả? Ủa, mày bị điên à? Không biết mày cũng đi. Đúng. Đi như đúng rồi ấy. Mà thì bọn tao tự cảm nhận được, bao giờ gần đến thì tinh tinh tinh. Rồi, chúng mình đi đi. Đi, đứng dậy. Mày đi đâu? Hả? Mày đi theo anh chị mày đi. Đi đi theo anh chị mày mà tìm quê hương chúng mày nhé. Ờ, ừ, nhỉ? Đúng rồi đấy. Tạm gì? Ờ, thế tạm biệt mọi người nhá. Ê! 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 Chị em đi rồi. À, chị mày đúng không? À, chị mày. Đâu rồi? Em biển. Dạ. Thế cho nó về đi. Vâng, nhau cũng như thế. Đâu? Này. Dạ. Dạ, sao đấy chị? Này, hay là em đi về đi. Sao anh chị đuổi em? Không phải là bọn anh đuổi, mà là bọn anh nói cho em đấy. Trên đường đi á, gặp nhiều nguy hiểm lắm.
làm sao nguy hiểm bằng đi với cả anh Trung với Hạt Tiêu. Thế mà em vẫn đi được với hai người, thế nên là anh chị cho em đi với nhá. Nhá, đi mà. Đi mà, anh Thành, chị Chi. Hai người có xem em là em gái không đây? Nhá. Thôi được rồi, nhưng mà em phải nghe lời anh chị ấy nhá. Dạ vâng, em hứa sẽ ngoan. Thôi được rồi, đi lên đường đi, không trời tối. Dạ vâng. Bọn này đi gì mà lề mề thế nhỉ? Theo lịch trình của tao ấy thì giờ này phải đến đây rồi. Mày canh đi. Tao đi về nhà. Tao ngồi nghỉ, mày canh đi. Có gì báo tao. Nào. Dạ. Không có con kia nó đéo tao sau cũng buồn phết nhỉ. Bây giờ đi với đội mình nữa. Thì nó phải đi với anh chị nó chứ. Mà lại sao qua đây chưa gặp cái kiếp nạn nào nhỉ? Anh mong lắm à? Thì phải đủ 32 kiếp nạn thì mới lấy được con lượt trời. Không phải đấy. Thôi bọn mình đi đi nhanh lên, không có tối bây giờ. Này. Này, mày mà để sống mất con mồi này thì tao tống cổ mày ra khỏi ma tộc. Mày cứ yên tâm. Mà sao mày biết ăn thịt nó trường sinh bất lão? Thì tao cũng chỉ nghe đồn thế thôi. Nhưng mà ấy, kể cả có không trường sinh bất lão thì bọn mình vẫn được ăn thịt mà. Ăn rau mạng thì chán. Có lý. Thôi được, để tao canh. Mày kia là bọn nào chứ? Bọn đó. Là bọn nó? Mày có chắc chắn không? Chắc. Nhưng mà béo thì kia ăn ngấy lắm. Rồi, con lợn béo thì lòng nó ngọt. Anh ơi, hay lại ngồi nghỉ một tí đi. Nắng em mệt lắm. Cái việc của mày, việc của tao, sao mày suốt ngày mình nghỉ vậy? Thì nắng rồi, mệt chứ. Vậy, vào đây nghỉ tí đi. Bọn nó nghỉ rồi. Hạt Tiêu, dậy. Này, cái người này. Mày, cho nó biết bọn mình là ai đi. Bọn mình là ai nhỉ? Ma tộc. Này, bọn tao chính là ma tộc. Hạt Tiêu, ma tộc là bọn nào đấy? Mà nó là cái giống gì đấy? Em cũng không biết được, nhưng mà có thể đây là một kiếp nạn đấy. Này, mau ra thằng béo ra đây. Thế nào béo vậy? Mà nó bảo thằng, thế chắc chắn là nó bảo ai rồi. Ê, tao à? Vâng. Có bà, cái nhà mày béo ấy. Đúng rồi. Thì mày còn giả mồm à? Không nói nhiều với nó nữa. Này, đừng có mà manh sử động nhá. Mày còn... Vội thế. Chuyển chất nã chặt thế thôi sao? Hạt Tiêu, khinh mày kia, đánh nó. Đánh nó. Mẹ, không biết hình, sợ gì? Nó mạnh quá mày. Đấy là tao còn chưa ra tay. Tao ra tay chứ mày một đốt nhạc là xong. Dành con, hãy xem đây. Thích chưa? Ăn một tao mà dễ à? Mà thật con người, ấm lộng hành ở đây à? Cút đi, trước khi tao nổi giận. Ê, chạy thôi. Hèn nhát, sao mà chạy? Đi rồi. Ôi trời đau. Ồ, thế là xong một kiếp nạn. Ôi, không xong kiếp nạn. Chỉ thế, đi cô ơi. Vâng, nhưng mà cú nào? Em là hiếm ấy nha. Ừ thì hiếm, đi thôi hiếm.